Lô, chào các bác nha. Đang nói giữa chừng cái hết dung lượng, giờ mình phải xóa bớt cái dung lượng này để nói tiếp về cái vấn đề bảo mật cho cái này. Thì do anh em dùng mấy năm rồi, cái thế hệ cũ nó bóc rất là nhiều, giờ mình update thế hệ mới này cho anh em thì nó sẽ rẻ tiền hơn, chi phí nó rẻ hơn. Nhưng mà mình làm mới á thì anh em bỏ cái cũ ra nó phí, nó lãng phí quá. Mà làm mới thì nó lại mất tiền nữa, chip mới nó hơi mất tiền, tại vì nó bảo mật cao hơn so với cái loại chip cũ. Mà mình dùng cái chip cũ á để update cho anh em á thì cũng được thôi, giá rẻ nó không có gì hết. Nhưng mà những cái công ty khác á nó đang me cái hộp của em để mà ăn cắp mã để làm thương hiệu sản phẩm riêng của nó. Nó chỉ cần ngồi á lấy cái hộp của mình xong rồi nó copy paste thôi, lấy cái mã dữ liệu copy paste cho mã. Chip này bảo mật nó hơi kém so với cái chip xịn cắm vô là không có đọc được cái gì hết, bảo mật tốt hơn. Cố gắng vô tiếp cận vô nó sẽ xóa dữ liệu hết, còn thằng này nó không được thiết kế để làm vậy. Nó được thiết kế làm vậy mà nếu mà cái code ngắn ngắn thì ok, nó lock bit này nọ là set ok, code dài quá nó lock bit nó lock không nổi đâu, để tìm cách xử lý nó thôi, để hạn chế mấy bạn tiếp cận nó. Mấy bạn không làm mẹ gì hết, ngồi chỉ cần copy paste cái là lấy được cái chất xám của người ta y như mấy thằng Trung Quốc. Cái đầu mấy bạn không biết tôn trọng bản quyền của người khác, chỉ biết ăn cắp thôi. Mấy thằng ăn cắp thì nó không có bền nha, nhất là tụi SMA á, nói thẳng luôn, giờ bác có cố gắng lùng cũng khó lắm đó nha. Rồi đó, mình sẽ cố gắng triển khai cho anh em đã dùng cái hệ thống cái hộp này rồi. Cái đợt hộp trước á thì mình không có nghĩ là mấy bạn là sẽ tiếp cận nó. Giờ mình có thông tin mấy bạn tiếp cận rồi, mình sẽ cố gắng để mà mấy bạn không có tiếp cận được nó nữa nha. Vài lời gửi đến các bác nha.